người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thôi mò nhà, và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn.
Như vậy là sản phẩm tô mò của mình đã xây là kết thúc nhỏ bạn.